xuyên suốt lịch sử có nhiều cường quốc ra đời và để lại nhiều di sản lẫn ảnh hưởng. Nếu như phương Tây có đế quốc La Mã, Ai Cập, đế quốc Ba Tư, Ottoman, đế quốc Anh, Tây Ban Nha, thì phương Đông cũng có Trung Quốc, Ấn Độ qua các triều đại với các tên gọi khác nhau. Thời hiện đại, những quốc gia cũng được gọi là cường quốc không chỉ sở hữu kinh tế mạnh mẽ, dân trí cao mà còn có sức ảnh hưởng lên khu vực và thế giới. Đặc biệt, sức mạnh quân đội là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá đó có phải là cường quốc hay không. Bởi vì quân đội mạnh nghĩa là kinh tế phải mạnh để nuôi sống được quân đội đó. Có quân đội mạnh thì mới có thể dùng vũ lực để gây ảnh hưởng, có tiếng nói, trọng lượng trên trường quốc tế. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem những nước nào có quân đội mạnh nhất thế giới. Tổ chức phân tích quốc phòng Global Firepower đã tiến hành phân loại 145 quốc gia năm 2023 sau khi đánh giá các tiêu chí chúng ta có được kết quả như sau. Đất nước đầu tiên và nằm cuối trong top 5 đó chính là Vương quốc Anh. Tên đầy đủ của nó là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Anh duy trì chế độ quân chủ lập hiến với đức vua hoặc nữ hoàng là biểu tượng cũng như đứng đầu nhà nước, nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay quốc hội. Đây là quốc gia bao gồm 4 chính thể là nước Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Anh luôn xếp trong danh sách những quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới với khoảng gần 300.000 lính chính quy, trang bị rất nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất nhì thế giới. Trong lịch sử, đế quốc Anh là một siêu cường với sức ảnh hưởng toàn cầu. Anh có thuộc địa trải dài mọi châu lục đến nỗi có một câu nói nổi tiếng: mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh. Với sức mạnh quân sự vượt trội, đặc biệt là hải quân Hoàng gia Anh hùng mạnh, đã giúp nước này thống trị thế giới từ cuối thế kỷ 18 đến tận thế kỷ 20. Anh duy trì chế độ thuộc địa ở khắp nơi như lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ, đô hộ Ấn Độ, chiếm châu Đại Dương và ép nhà Thanh ở Trung Quốc phải mở cửa. Anh quốc cũng tích cực tham gia vào nhiều cuộc chiến quan trọng trong lịch sử thế giới, có thể kể đến như chiến tranh giành độc lập ở Mỹ, chiến tranh Napoleon và hai cuộc thế chiến đẫm máu. Cho đến sau Thế chiến thứ hai, quân đội Anh không còn hùng mạnh như trước nữa mà nhường vị trí siêu cường cho Mỹ. Tuy vậy, nước Anh vẫn có sức mạnh quân sự đáng nể, không thể coi thường. Họ là đồng minh thân cận của Mỹ, góp công tích cực vào hoạt động của NATO. Tuy chỉ xếp thứ 5 về sức mạnh, nhưng Anh có chi phí quân sự đứng thứ 2 chỉ sau Mỹ. Họ đặc biệt vượt trội với các vũ khí và kỹ thuật công nghệ cao. Họ có đầy đủ các đơn vị từ lục quân, hải quân, thủy quân, lục chiến, không quân. Quân đội Anh tham gia vào rất nhiều cuộc chiến thời hiện đại dưới danh nghĩa NATO như chiến tranh Iraq, Afghanistan, Libya. Thêm vào đó có hai tàu sân bay chiến lược. Một trong những vũ khí nổi tiếng của Anh đó là dòng máy bay ném bom chiến lược Tornado. Quân đội có sức mạnh ở vị trí thứ tư chính là Ấn Độ, một thuộc địa cũ của Anh. Sở dĩ quân đội nước này được đánh giá cao như vậy chủ yếu nhờ quy mô dân số. Số dân tại Ấn Độ hiện tại là 1,408 tỷ, đứng thứ hai thế giới và đang dần đuổi kịp vị trí quán quân của Trung Quốc với 1,412 tỷ. Chính vì thế, đây là nguồn cung cấp quân nhân dồi dào cho các lực lượng vũ trang. Quân đội Ấn Độ bao gồm các đơn vị như lục quân, hải quân, không quân, cùng các đơn vị bán vũ trang dự phòng. Tổng số binh sĩ phục vụ cho quân đội lên tới hơn 1,3 tỷ người. Mặc dù có lịch sử lâu đời, nhưng quân đội Ấn Độ phải tới lúc là thuộc địa của Anh vào thế kỷ 19 mới được trang bị hiện đại. Hải quân Ấn Độ đứng thứ tư thế giới về số lượng, họ được trang bị tương đối tân tiến và đã có tới 2 tàu sân bay. Không quân của Ấn cũng mạnh thứ tư thế giới, sử dụng nhiều khí tài do Liên Xô phát triển trước đây. Gần đây, Ấn Độ đã tự phát triển được các thế hệ máy bay chiến đấu. Và cũng gần đây, nước này hợp tác với Nga để phát triển các máy bay không người lái UAV, máy bay trực thăng và các loại tên lửa hiện đại. Nhắc đến quân đội mạnh nhất thế giới không thể bỏ qua Trung Quốc, người hàng xóm khó chịu của Ấn Độ. Suốt thời cổ đại đến tận thế kỷ 19, Trung Quốc vẫn là một cường quốc tại khu vực châu Á. Với diện tích rộng lớn, tài nguyên dồi dào và đặc biệt mạnh ở quân số đông đảo, trong lịch sử họ đã liên tục tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng lãnh thổ qua nhiều nước. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Trung Quốc bị các nước tư bản phương Tây chia năm xẻ bảy, chịu áp lực bóc lột, vị thế quốc tế xuống thấp chưa từng có. Nhưng sau khi tuyên bố độc lập năm 1949, Trung Quốc đã trở lại thành cường quốc và có sự đầu tư đáng kể cho quân sự. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, đông nhất thế giới, số lượng quân chính quy của Trung Quốc lên tới hơn 2 triệu lính, quân dự bị đến 1,5 triệu lính, đông gấp nhiều lần các cường quốc khác. Không chỉ về số lượng, chất lượng trang bị, vũ khí của quân đội cũng liên tục được phát triển. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc luôn nằm trong top 2 hay 3 thế giới với hàng trăm tỷ đô đổ ra mỗi năm. Nước này trong những năm gần đây tăng cường hợp tác với Nga để cho ra đời những loại xe tăng mới, các tiêm kích hiện đại và hệ thống phòng không hiệu quả. Đặc biệt, Trung Quốc có một ngành hàng không vũ trụ đang phát triển, lĩnh vực mà ngay cả nhiều quốc gia lớn cũng chưa làm được. Hệ thống vệ tinh sẽ dẫn đường, định vị, hỗ trợ tác chiến cho các đơn vị quân đội dưới mặt đất một cách hiệu quả hơn.
Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 duy nhất đưa người vào vũ trụ bằng các trang thiết bị do mình chế tạo. Với sức mạnh quân sự của mình, Trung Quốc tăng cường gây hấn tại các vùng tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước láng giềng. Trên biển, họ tranh chấp với Nhật Bản, Việt Nam, Philippines. Trên bộ thì tranh chấp với Ấn Độ. Biên chế hải quân Trung Quốc còn có 3 tàu sân bay để thực hiện tham vọng bành trướng trở thành một siêu cường thế giới. Quân đội xếp thứ nhì về độ mạnh mẽ và hiện đại đó chính là Liên bang Nga. Trong quá khứ, đế quốc Nga không chỉ có diện tích rộng lớn nhất thế giới mà cũng tham gia vào nhiều trận chiến quan trọng, giúp định hình châu Âu, châu Á và thế giới. Liên bang Nga hay trước đây là Liên Xô là một trong số ít quốc gia hoàn toàn tự nghiên cứu đi đầu trong công nghệ quốc phòng. Họ được chia thành 3 quân chủng là lực lượng mặt đất Nga, hải quân Nga và lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Ngoài ra còn có 2 binh chủng phục vụ độc lập, lực lượng tên lửa chiến lược Nga và lực lượng đổ bộ đường không Nga. Quân số của quân đội Nga gồm 1 triệu quân nhân chính quy và 2 triệu quân nhân dự bị, xét về quy mô thì lớn thứ 5 thế giới. Những vũ khí nổi tiếng nhất của quân đội Nga đó là hệ thống tiêm kích ném bom Su, máy bay chiến đấu Mig. Hải quân Nga cũng có rất nhiều tàu ngầm chiến lược và có một tàu sân bay hoạt động, nhiều tàu phá băng ở khu vực Bắc Cực. Nhưng Nga có một vũ khí đáng sợ mà rất ít quốc gia sở hữu, đó chính là vũ khí hạt nhân. Nga xem sự mở rộng của NATO về phía đông là sự đe dọa và bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả bất kỳ cuộc xâm lược thông thường nào gây đe dọa đến sự tồn tại của đất nước. Với lực lượng không quân và hải quân, điều mạnh thứ 2 thế giới, Nga có ngân sách chi tiêu quốc phòng cao thứ 4 với khoảng 60-70 tỷ đô la Mỹ một năm. Không như nhiều quân đội của các cường quốc khác, quân đội Nga lại thường xuyên có kinh nghiệm thực chiến. Vị trí số 1 từ lâu nay luôn được gọi tên Hoa Kỳ, có lẽ không chỉ trên phim ảnh. Quân đội Mỹ luôn đứng đầu thế giới ở nhiều mặt. Đây là nước có ngân sách quốc phòng lớn nhất, lực lượng hải quân và không quân mạnh nhất, có nhiều tàu sân bay nhất. Quân đội Mỹ bao gồm lục quân, hải quân, thủy quân, lục chiến, không lực, tuần duyên và lực lượng vũ trụ. Tất cả các lực lượng đều được trang bị hiện đại bậc nhất. Từ khi lập quốc vào năm 1776, Hoa Kỳ đã luôn giữ vai trò chủ chốt trong nhiều cuộc chiến quan trọng định hình nên thế giới. Có thể kể đến cuộc cách mạng Mỹ, hai cuộc thế chiến, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Iraq và cuộc chiến chống khủng bố hiện nay. Cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ thay thế Anh trở thành siêu cường số 1. Sau cuộc thế chiến thứ 2, Hoa Kỳ với Liên Xô đối đầu nhau tạo thành cuộc đua ở mọi mặt gây ảnh hưởng toàn thế giới. Nhưng đến khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ trở thành vị thế độc tôn duy nhất, siêu cường mạnh nhất và luôn là kẻ lãnh đạo thế giới. Với sức mạnh và tham vọng, quân đội Hoa Kỳ luôn hiện diện ở 135 quốc gia ở mọi châu lục, vừa giúp đỡ vừa gây ảnh hưởng chính trị. Ngày nay, tổ chức NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo luôn không ngừng kết nạp thành viên mới, mở rộng ảnh hưởng để duy trì vị thế độc tôn của mình. Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng quân đội được xếp vào hàng top trên thế giới. Đó là bởi vì đất nước đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh kéo dài, với rất nhiều cường quốc nên kinh nghiệm chiến đấu dày dạn. Những năm gần đây, nhờ kinh tế tăng trưởng rất nhanh, Việt Nam đã có nhiều ngân sách hơn để đầu tư quốc phòng. Nước ta tăng cường hợp tác với 3 cường quốc hàng đầu là Mỹ, Nga, Trung để phát triển kỹ thuật quân sự. Nhiều khí tài Việt Nam đã mua được chủ yếu từ Nga, gồm các tàu ngầm lớp kilo, các tiêm kích, các pháo phòng không hiện đại. Việt Nam luôn duy trì số lượng quân nhân tại ngũ lớn với gần 500.000 quân chính quy và 5 triệu quân dự bị. Quân đội Việt Nam không chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính là chiến đấu mà còn tích cực làm kinh tế, phục vụ nhân dân trong thời bình. Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản duy nhất, quân đội luôn có sự thống nhất cao độ từ trên xuống dưới, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và tích cực tham gia gìn giữ hòa bình trên thế giới. Theo đánh giá của Global Firepower, sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 19, một vị trí rất cao trong số gần 140 quốc gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.